Xin chào mừng quý vị đã trở lại với kênh YouTube Minh Thư Official. Có rất nhiều nhạc sĩ đã viết những ca khúc cách mạng, trong đó có nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, người đã viết bài ca không quên, rất nhiều những tác phẩm về cách mạng, ca ngợi những người chiến sĩ. Và hôm nay Minh Thư và Đức Nhã sẽ gửi tới quý vị một bài hát Mùa Xuân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chiến tranh đâu phải cho đùa, và từ đó em nhận ra anh, và từ đó em nhận ra anh không phải trong thơ, không phải trong mơ. Em trông dậy chạy đến, chạy đến rồi không. Ai người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dài dầu, anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu, đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Ngày ấy sẽ đến, anh sẽ về.
sẽ về.